Vâng, em xin kính chào toàn thể anh em audio trên cả nước. Hôm nay em xin giới thiệu đến toàn thể anh em một chiếc đầu CD và MD và giải mã 3 trong 1 của Sony, mang mã model là Sony MXDD2. Con này máy được thiết kế mặt vàng gold đẹp xuất sắc, quắc rất sáng các bác nhé. Và con này về trong tình trạng là máy móc đẹp tới 98 và 99%. Rồi, em sẽ quay kỹ cho các bác xem. Đấy, máy rất đẹp, nắp lưng cũng rất đẹp nhé. Đấy, nước sơn của nó cũng còn nguyên này. Đấy, các bác để ý này. Đấy, các bác nhìn này, nóc máy này. Đấy, cũng không có xước sát gì cả, rất đẹp luôn. Thì bây giờ em sẽ quay qua cái đằng sau để cho các bác xem. Con này thì nó gồm có một đường quang này vào, một đường đồng trục này, AV RAM ni, một đường AV vào, một đường quang ra. Đấy, thì cái thông số của con này như sau: 10 điện 100V, 16W, 50-60Hz, máy made in Japan. Số CD của nó là 213813. Đấy, rất đẹp, kể cả dây nguồn cũng là dây nguồn zin luôn. Thì bây giờ em sẽ mở luôn cái nắp lưng ra để quay cho các bác xem ở trong. Quay luôn ở trong xem nó như thế nào. Thì con này nó sử dụng mắt KSS213B, mắt zin đi theo đầu và mắt phổ thông, mắt CD của nó. Các bác cứ lên mạng check mắt 213B là các bác biết. Đấy. Và ổ MD sử dụng mắt KMS260A. Đây, máy rất đẹp luôn. Đấy, tất cả đều zin nguyên bản 100%. Về em chỉ cắm điện là chạy, bởi vì em mua sống bên kia. Đấy, thì bây giờ em sẽ bắt đầu vào cái chức năng test cái phần DAC trước. Thì các bác chỉ cần ấn nút rec cho em thôi là giải mã. Thì bây giờ em sẽ bắt đầu là test cái chức năng chạy đĩa thu phát MD. Đấy. Đây, em sẽ đút cái đĩa này vào. Con này nó là mắt phổ thông 260 thì các bác cứ về cứ thu phát ghi xóa là ok nhé, không phải lo vấn đề sợ mắt cổ hay mắt đọc gì cả. Đấy, em sẽ xóa trước này. Đấy, bờ anh đích xong các bác cho đĩa ra. Đấy, được rồi, em sẽ đấy,
Rách này. Mẹ người luôn biết nghèo lòng môi sớm qua khói mờ. Có lay để ghi này. Ôi tình quê chiều mến, xin cha tôi về bên quê hương nhỏ bé, có lấy tre vàng bờ lúa sáng bên đêm, dòng sông trôi lững lờ xuống vòng trắng soi. Rồi. Đấy là em lại cho đĩa ra để cho nêu cái đoạn này vào trong đĩa. Đấy. Bên đĩa phono vừa cho đã nhận nhé. Bây giờ sẽ test MD xong thì sẽ test CD. Đấy. Play này. Ôi tình quê chiều mến, xin cha tôi về được rồi. Thì bây giờ em sẽ bấm play để chạy bên CD này. Lách này. Mắt rất khỏe các bác nhé, bác yên tâm. Giây phút mong đợi sau cùng đã tới. Rồi, thì bây giờ em sẽ test thêm một cái đĩa CD nữa. Test đĩa lòng trắng nhé. Đấy, trên thị trường hiện tại trên thị trường Việt Nam bây giờ thì phổ thông nhất là hai cái loại đĩa. Đĩa phono lòng 7 màu và đĩa xịn là đĩa lòng trắng. Đã nhận này, play luôn này. Bye bye.
Thì những cái chức năng cơ bản của chiếc đầu 3 trong 1 em đã test ok nhé. Thì em cũng thông báo luôn là con này bán với mức giá là 7.200.000 đồng, là máy không có khiển các bác nhé. Còn các bác muốn mua mà thêm chiếc điều khiển zin đúng đời đi theo con này thì thêm cho em 600.000 nữa chiếc điều khiển. Đấy. Thì hiện tại là chiếc này nó về là chưa có khiển. Đấy, thì em bán với mức giá là 7.200.000 đồng. Bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với em trong theo cái số điện thoại trên đây và cũng là cái số Zalo của em. Thì em sẽ gửi cái ảnh chi tiết ruột gan góc cạnh cho các bác vào tin nhắn Zalo để các bác xem cho chi tiết. Còn trên cái video này em quay chỉ là video test các chức năng và soi ruột gan cho các bác xem máy móc nó như thế nào, có đẹp không và là có zin không. Đấy, các chức năng nó có chạy ok không. Đấy, thì em đã test tất cả các chức năng chạy ok. Em cũng xin chân thành cảm ơn các bác.